chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Go Academy. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài viết lợi ích phần mềm đặt lịch cuộc hẹn trong ngành dịch vụ. Để tối ưu hóa quy trình phục vụ, tiết kiệm thời gian và công sức của bạn, doanh nghiệp cần có một phần mềm để quản lý và đặt lịch hẹn dành cho khách hàng, thuận tiện dành cho khách hàng hơn. Lên lịch cuộc hẹn trực tuyến mang đến cho khách hàng nhiều tự do hơn. Khách hàng có thể đặt cuộc hẹn đến sử dụng dịch vụ và bất kỳ thời gian nào họ rảnh rỗi, đặt trước bất kỳ giờ nào trong ngày và dễ dàng lên lại lịch khi có sự thay đổi. Tối ưu hóa trải nghiệm dành cho khách hàng. Một trong những yếu tố giữ chân khách hàng là trải nghiệm tại các điểm bán hàng. Mỗi doanh nghiệp sẽ mang lại một trải nghiệm khác nhau qua cung cách phục vụ của mình. Điều tiếp theo, kích thích tái mua hàng, gia tăng doanh số. Yếu tố nào quyết định việc mua lại của khách hàng? Đó chính là sự hài lòng về chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp. Điều tiếp theo, thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn qua đánh giá phản hồi. Phần mềm đặt lịch hẹn của bạn sẽ hoàn hảo hơn nếu có thêm chức năng cho phép khách hàng để lại các đánh giá và phản hồi. Quản lý lịch hẹn khách hàng dễ dàng hơn với GoSell. GoSell có tính năng giúp bạn chủ động hơn trong việc chăm sóc khách hàng. Với GoSell, bạn có thể tạo ra hơn 48 khung giờ hẹn trong ngày để khách hàng có thể thoải mái chọn khung giờ hẹn phù hợp cho họ. Nếu công ty bạn có chi nhánh ở nhiều nơi khác nhau, khách hàng cũng có thể chọn chi nhánh gần họ nhất. Bạn hoàn toàn có thể quản lý tất cả mọi lịch hẹn để tối ưu thời gian chăm sóc khách hàng của công ty mình. Hy vọng rằng với những kiến thức được chia sẻ từ Go Academy sẽ giúp bạn chốt đơn nhiều hơn. Chúc bạn thành công!